Đại gia sở hữu Lamborghini từng của Minh Nhựa chi tiền tỷ độ lại siêu xe Ferrari. Ra mắt thị trường toàn cầu từ năm 2015 và nhanh chóng có mặt tại Việt Nam từ đầu năm 2016, Ferrari 488 đã tạo nên về cơn sốt e trong giới chơi siêu xe nước ta thời điểm bấy giờ. Nhiều chiếc được đại gia Việt mạnh tay chi tiền tỷ để nâng cấp các gói độ như Liberty Watt, Misa Didai, FVR, Novik. Một chiếc Ferrari 488 xuất hiện trên đường phố Sài Gòn hôm 15 tháng 9, ngày hành trình Gumball khởi hành đi Campuchia, đã gây chú ý trước dân chúng. Theo tìm hiểu của Vietnamnet, chủ nhân chiếc siêu xe này còn sở hữu chiếc Lamborghini Aventador FV trị giá hơn 30 tỷ từng gắn bó với đại gia Phạm Trần Nhật Minh, tức Minh Nghe Nhựa. Để tạo sự khác biệt và tăng tính cá nhân hóa cho chiếc xe, vị đại gia Sài Thành đã mạnh tay chi tiền tỷ để nâng cấp với hai gói độ chính cùng nhiều món đồ tới từ các thương hiệu độ xe trứ danh khác. Hiện tại, giá trị xe ước tính ở mức hơn 10 tỷ đồng trên thị trường xe cũ. Đầu tiên, chủ xe chọn nâng cấp phần đầu siêu ngựa bằng gói độ Siracusa 420 do hãng Mansory sản xuất, cản trước lấy cảm hứng từ mẫu hypercar triệu đô Ferrari LaFerrari, đi kèm lip cản trước, ốp khe gió và mang cá làm bằng sợi carbon. Bên trên, nắp capo nguyên bản thay sang loại mới góc cạnh hơn. Với đuôi xe Đại gia Sài thành lựa chọn hãng độ Poga Racing với tên gọi Stekosa, sản xuất giới hạn cho 20 chiếc Ferrari 488 GTB trên toàn thế giới. Cản sau hầm hố hơn nhờ hốc gió để lộ bánh sau, trong đó bộ khuếch tán, trụ hai bên, cánh gió và nhiều vị trí khác đều sử dụng chất liệu carbon để giảm trọng lượng xe. Bên cạnh hai hãng độ trên, đây còn là chiếc siêu xe hiếm hoi tại Việt Nam nâng cấp các chi tiết của thương hiệu Capristo như ốp gương chiếu hậu, ốp sườn, ốp hốc đèn và nắp bình nhiên liệu. Để tô điểm cho xe, bộ mâm vô sen HF2 đa chấu đậm chất thể thao được sơn màu vàng bóng, nổi bật phía sau là cùng phanh màu đỏ tạo nên phong cách về tông xuyệt tông. Riêng bộ mâm này có giá không dưới 2.700 đô la Mỹ, tương đương khoảng 65 triệu đồng, tại thị trường nước ngoài. Ngoài ra, hệ thống ống xả nguyên bản được thay bằng ống xả mới của ai với giá bán hơn 8.600 euro, quy đổi khoảng 230 triệu đồng, tại thị trường châu Âu. Tính thêm chi phí vận chuyển và lắp đặt ước tính chủ xe phải bỏ ra hơn 250 triệu đồng cho món đồ này. Ferrari 488 GTB sử dụng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất 661 mã lực và mô men xoắn 760 nm, nhờ đó, xe siêu ngựa ý có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km trên giờ chỉ tốn vỏn vẹn 3 giây. Vận tốc tối đa của xe đạt mức 330 km h hiện chưa rõ chủ nhân có nâng cấp hiệu năng động cơ hay không, dù đã qua gần một thập kỷ kể từ khi ra mắt, Ferrari 488 vẫn được nhiều đại gia trong nước săn đón nhờ thiết kế bắt mắt ít lỗi thời, hiệu năng ấn tượng và chưa sử dụng công nghệ hybrid như các mẫu xe mới của thương hiệu ngựa chồm Mỹ mức giá hiện tại khá rẻ, dao động từ 7-11 tỷ trên thị trường xe cũ, giúp nhiều đại gia tiếp cận thú chơi. Ra mắt vào tháng 6 năm 2024, Bugatti Tourbillon là mẫu hypercar thay thế cho Bugatti Chiron, vốn đã được giới thiệu từ năm 2016. Siêu xe này được lấy cảm hứng từ những mẫu xe biểu tượng của thương hiệu như Tay 57 SC Atlantic, Tay 41 Royal hay Tay 35. Tuy nhiên, quá trình duyệt thiết kế chính thức của Tubulon đã diễn ra từ tháng 2 năm 2022 với sự tham gia của ban lãnh đạo, đội ngũ thiết kế và kỹ sư của thương hiệu. Tất cả thông tin đều được bảo mật tối đa cho đến thời điểm ra mắt chính thức. Tuy nhiên, quá trình duyệt thiết kế chính thức của Tubulon đã diễn ra từ tháng 2 năm 2022 với sự tham gia của ban lãnh đạo đội ngũ thiết kế và kỹ sư của thương hiệu tất cả thông tin đều được bảo mật tối đa cho đến thời điểm ra mắt chính thức nhiệm vụ của đội ngũ thiết kế là quyết định ngoại hình của bugatti tubulon vừa mang đầy đủ những đặc điểm truyền thống của thương hiệu vừa hiện đại và không lỗi mốt theo thời gian khu vực này còn có sự góp mặt của hai chiếc vây rân và chi rông vốn sẽ là sự đối chiếu hoàn hảo cho mẫu siêu xe tương hai mẫu xe mô hình kích thước thực tế được mang đến khu vực đánh giá vốn sở hữu lớp sơn hoàn thiện tương đồng với siêu xe vây rân và chi rông tại hội trường. Phiên bản thử nghiệm đầu tiên sở hữu cụm đèn trước tương đồng với phiên bản thương mại. Tuy nhiên, cụm lưới tản nhiệt móng ngựa nhỏ hơn nhiều so với thực tế, đồng thời nắp capo được cắt xẻ mạnh mẽ hơn. Thân xe được thiết kế hiện đại với phần ốp thân dưới chiếm phần lớn diện tích. Bộ mâm của mẫu xe thử nghiệm này khá giống với kiểu dáng trên chiếc VW16 Mitrang. Phiên bản thử nghiệm thứ hai cũng sở hữu viền chữ xe nhỏ hơn so với thiết kế hiện tại. Đặc biệt hơn, chiếc xe này sở hữu hình dạng cụm đèn trước kế thừa từ Bugatti Divo. Cụm đèn hậu LED tích hợp logo Bugatti, vốn là sự kết hợp giữa V-16 Mít Trang và La Noire, được giữ nguyên khi mẫu Hypercar này ra mắt trong năm nay. Các thành viên của hội đồng thẩm định ghi nhận những ưu và nhược điểm của hai thiết kế này để tổng hợp và áp dụng trên phiên bản thương mại vốn sử dụng động cơ V16 có chiều dài lớn hơn so với động cơ V16 trên chi Sau gần một thập kỷ kể từ khi ra mắt chi Bugatti Tubulon đã chính thức lộ diện với giới truyền thông và những người đam mê tốc độ toàn cầu. Đây cũng mẫu Bugatti đầu tiên sở hữu cơ cấu cửa cánh bướm nhị diện. Siêu xe này được trang bị khung gầm liền khối làm từ chất liệu T800 carbon composite nhẹ và cứng chắc hơn so với cơ cấu trước đây, giúp chiếc xe có khối lượng dưới 1995 kg. Trái tim của siêu xe này là động cơ V16 hút khí tự nhiên 8, 3L hợp tác với cao sức, sở hữu sức mạnh tối đa 1.000 mã lực và mô men xoắn cực đại 900 nanomet kết hợp với hệ thống động cơ điện phụ trợ tại hai cầu. Bugatti Tourbillon có tổng công suất 1.800 mã lực, mạnh hơn chi bản tiêu chuẩn 300 mã lực. Khả năng tăng tốc từ không lên 100 km h trong 2 giây trước khi đạt tốc độ 380 km h hoặc 445 km h với chìa khóa tốc độ Speed